khoảng 8-9 tháng rồi. Em cũng đã tham gia rất là nhiều vai. Cái khoảng thời gian sau này thì vai diễn này nó là một anh chàng Việt kiều về nước và tìm lại tình yêu của mình ngày xưa. Thì lúc mà khi bỏ đi có tình yêu và muốn quay về tìm, nhưng mà khi quay về thì về Việt kiều mà có tiền. Trong phim thì là nhân vật cũng có ngoại hình, cho nên là bị một cái cô ở dưới quê thì có dùng mọi thủ đoạn đó để có chiếm lấy ảnh. Thì ảnh không có yêu, nhưng mà tại vì là nó lỡ, nó là hào hoa phong nhã về quê, cho nên là nó xảy ra chuyện và cổ là cổ có bầu đó. Nói chung là cổ quậy hết, tan nát lên, cổ dùng đủ biện pháp rồi ngay cả tính mạng luôn, thậm chí là uy hiếp cái tính mạng. Để mục đích của cổ đơn giản như là chỉ đạt được anh này và được đi anh này cùng sang nước ngoài thôi. Vai diễn cùng được anh hả? Không, vai diễn đó là vai diễn của Thảo Trang. Người đánh là cái người em yêu và em về tìm lại. Vai diễn của Thảo Trang cũng phải là người lớn ha. Đúng rồi. Mình Thảo Trang đa số ở công ty Thằng Thằng Đà thì những cái vai nó hơi độc và lạ chút xíu. Em cũng mới vừa đóng với Quỳnh Thảo Trang cũng một cái phim bên ngoài Hồng Tài mới vừa xong thôi. Phim có tựa đề là Dương Thế Bao La Sầu. Em đóng một cái vai phản diện và em để rất là nhiều rôn sờm sờm, vai đó cũng rất là hay. Em đang rất là mong chờ một cái gì. Nhưng mà em là lần này sẽ đóng hai phản diện là Thảo Trang với cả là Nguyên Ánh. Dạ dạ. Thì em cảm thấy thật ra Nguyễn Ánh là em đã đóng rất nhiều phim rồi, có duyên một lần đóng chung Nhà Hoàng Cái Vàng lần đầu tiên và sau đó là giống như trở thành hai người bạn thân thiết. Thì vô tình những cái phim sau nữa giống như là Muôn Kiểu Làm Dâu ở những công ty khác nữa cũng kêu vô tình là kêu Nguyễn Ánh với Ngọc Thuận luôn. Mặc dù là Nguyễn Ánh lớn Thuận ngày xưa là lúc mà em còn ở dưới quê á thì em đã thấy Nguyễn Ánh đóng phim rồi, nhưng mà vô á cái mình đóng yêu đương rồi đóng tình cảm, cái mình riết cái mình kêu là tên, cái giống như là mình cảm giác là Nguyễn Ánh nó cũng là bằng trang lưới với mình thôi. Mà rất là tính Nguyễn Ánh thì rất là dễ thương, nên là thành ra nó giống như là hai người bạn với nhau á. Nếu mà mấy anh chị có hoặc là khán giả có xem cái phim Muôn Kiểu Làm Dâu, có thấy mấy cái lần mà giỡn giống như chồng Nguyễn Ánh ghê một người kia đó, thực ra đó là những cái câu chuyện luôn chia sẻ bên lề. Nhưng mà em làm cái vai là một diễn viên đó thì cũng qua tuổi mười mấy năm rồi. Dạ, trên 15 năm. 15 năm rồi á. Nhưng mà để làm cái vai diễn truyền hình và tạo ra những cảm biệt với khán giả thì mình nghĩ là tại vì nếu mà để đo một cái mức mà gọi là tạo ra đặc biệt với khán giả thì em không biết nó cái mức nó nằm ở tầm nào. Nhưng mà để nói, nếu nói là một cái vai diễn truyền hình mà em chưa để lại ấn tượng là không đúng, tại vì em có rất nhiều phim ví dụ như là Vợ Chồng Đậu nè, khán giả đi đâu người ta cũng gọi là tên em như vậy, hoặc là Gặm Nếp Gò Tẻ thì người ta vẫn gọi em chú quay một cái gì, người ta vẫn gọi tên đó rất là nhiều, hoặc là Chàng Hố đó, nó cũng có rất là nhiều phim đó. Mà để nói là nó ở một cái mức mà gọi là mình đo cái mức là như thế nào nó là đỉnh thì mình không biết được, thật sự là em không biết. Và riêng tất cả các anh chị nghệ sĩ đều yêu nghề và muốn cống hiến cho nghề thì em cũng vậy, và em muốn là em sẽ cống hiến cho nghề này thật nhiều, và em cũng muốn đóng được nhiều phim, nhiều cái vai diễn khác nhau. Giống như là khoảng hơn một năm gần đây là em đa số em được vai phản diện và em đột phá trên cái vai diễn của mình. Như là sau khi mà đóng cái vai chân này đầu tiên á, ảnh chưa quay lại. Em tổng cộng có 3 bộ phim điện ảnh rồi, có một bộ phim nữa em đã đóng xong rồi, nhưng mà nó rơi vào đường dịch và không biết lý do gì đó nó không ra. Tiếc không? Em cũng tiếc chứ, nhưng mà bây giờ em không biết nó có ra hay không, nhưng mà bây giờ tại vì nhà sản xuất người ta bỏ tiền ra, người ta đầu tư thì người ta phải có cái chiến lược phù hợp. Đơn giản vậy thôi. Còn em thì xong việc của mình thì mình tiếp tục những cái công việc khác. Ví dụ như em đóng bên Hoàng Hồng Tài thì nó giống như một cái gia đình, chứ không phải là một cái công việc nữa, nó giống như một cái gia đình. Và sau đó thì em xong cái công việc ở đây thì em lại tiếp tục những cái công việc ở bên ngoài bản thân em, rồi những cái phim khác, em lại tiếp tục trên con đường đó.
Ngoài đóng phim có kinh doanh nhiều. Ngoài đóng phim em có kinh doanh, em cũng chia sẻ nhiều rồi, nên em cũng không muốn chia sẻ. Cứ nói tới đây luôn vậy cũng không hay. Sắp tới đóng phim gì? Hiện tại thì em đang đóng phim Trong vòng xoáy tội ác. Em phim về sự em đóng chung với cũng là anh Đạt luôn. Hai anh em là trinh sát phá án, coi như điều tra các vụ án xảy ra, có nhiều vụ án xảy ra trong phim đó. Của đạo diễn Quách Khoa Lan. Nói đến mặt em nhiều lần là anh và em và chị với nhau em chia sẻ về việc mà sẽ kết hôn, sẽ nhưng mà đến lớn tầm thời điểm bây giờ thì anh có thể em im luôn thôi. Tại vì em muốn là, tại vì em á thì em cũng không có nặng gì vấn đề kết hôn, còn yêu thì em vẫn yêu nồng nhiệt trong suốt khoảng thời gian dài. Nhưng mà tại vì cái tuổi của em á, tại vì mọi người ở ngoài tiệm thì mọi người có xem là cái tuổi của em không nên kết hôn trước 35 tuổi. Thì có mọi người bạn thân rất là thân với em, ngày xưa là em chơi bốn đứa thì có một người bạn cũng kết hôn trước 35 tuổi và gặp rất là nhiều vấn đề, cho nên em nghĩ em không muốn là cuộc đời của em nó gian dở. Nó đã khó giống như mình hình thành được phim này phim kia, nó cuộc đời mình nó trải qua rất là nhiều thứ, thăng trầm rất là nhiều. Thì khi mà mình kết hôn thì em muốn cái cuộc sống hôn nhân của em nó sẽ bền vững tới suốt cuộc đời của em, cho nên em sẽ chờ thời điểm tốt nhất và đúng với những gì mà em đã tính, thì lúc đó em sẽ có một cái đám cưới rất là tuyệt vời. Nhưng mà em biết là em không yêu được và em chẳng bao giờ công khai. Tại vì quan điểm của em là khi mà người yêu của em thì hai đứa yêu nhau là vui, công khai ra thì nó chẳng có gì vui á. Mình cứ vui hết mức với cái cuộc sống của mình là được. Nhưng mà em có bị áp lực không? Cũng như là thời gian vừa qua thì cái câu chuyện của Quý Bình á, đang mọi người cũng hơi chú ý á. Tại vì Quý Bình cũng phải giấu suốt 3 năm. Em là em không giấu. Em không giấu nhưng đâu giấu đâu, em đi đâu rất là thoải mái, ai thấy thấy. Bạn gái em cũng rất là thoải mái. Nhưng mà bạn em làm được cái gì mà sợ là trước kia không? Dạ không ạ. Tại vì em làm nghề chung chính thì em không có gì gì thì phi mà tự. Ví dụ như em yêu ai hay là em thương ai thì đó là cái chuyện tình cảm của em và rất là minh bạch, không có gì gì thì phi. Nó cũng rất là bình thường đối với mọi người. Chỉ riêng công việc của em thì nó được nhiều, ví dụ như chúng cái phim nào đó được nhiều các anh chị em báo chí quan tâm hoặc là khán giả yêu mến, thì lúc đó mình sẽ được sự tập trung nhiều hơn. Còn thì cuộc sống em nó vẫn bình thường, nó trôi qua mỗi ngày, em có công việc của em. Nhưng mà gia đình hai bên có xung đột không? Dạ. Gia đình hai bên? Dạ, thực sự là mẹ em cũng không thúc ép, gia đình bạn gái cũng sẽ không thúc ép. Nói chung là mọi người đều đã lớn và mọi người tự quyết định được cuộc sống.